Xin chào tất cả các bạn. Muốn học trường công tại Singapore, đăng ký ngay, nhận liền tay học bổng khóa O-Level. Cơ hội được nhận học bổng lên tới 50% học phí, tương đương với 125 triệu Việt Nam đồng, dành cho những bạn nào học trường công tại Singapore, đăng ký khóa luyện thi lấy chứng chỉ O-Level. Thì chứng chỉ O-Level là điều kiện đầu vào của hầu hết các chương trình cao đẳng, bách khoa và junior college tại Singapore. Để tham gia kỳ thi này, học sinh cần phải hoàn thành chương trình học cấp 2 tương ứng với 16 tuổi. Vượt qua kỳ thi O-Level, học sinh có thể lựa chọn một trong hai chương trình học cao hơn. Một là đăng ký vào các trường cao đẳng công lập Polytechnic của Singapore với nhiều lựa chọn sau khi tốt nghiệp, như là đi làm tại Singapore hoặc học hệ liên thông lên các trường đại học tại công lập của Singapore như là NUST, NTU hay là SMU. Các môn thi O-Level bắt buộc bao gồm tiếng Anh, toán, vật lý, toán nâng cao, nguyên lý kế toán, các môn thi tự chọn, tiếng Hoa và địa lý. Cuộc thi do trường SSTC Singapore tổ chức lần đầu tiên và duy nhất tại văn phòng đại diện trường tại Việt Nam, Du học Tân Đại Dương. Thời gian là thứ Bảy ngày 9 tháng 7 năm 2016 từ 9 giờ cho tới 11 giờ sáng. Địa điểm là văn phòng công ty Tân Đại Dương số 148/1, Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, những bạn học sinh từ lớp 4 trở lên muốn đăng ký học vào các trường công lập của Singapore cũng được đăng ký tham gia cuộc thi này. Cuộc thi nhằm mục đích kiểm tra trình độ học thuật của các bạn học sinh Việt Nam và cấp học bổng dành cho những sinh viên có kết quả xuất sắc được nhận học bổng giá trị. Học bổng được trừ vào học phí của khóa luyện lấy chứng chỉ O-Level tại trường SSTC. Đăng ký tham gia cuộc thi gọi ngay 0838484879, 0996100558, 01677387138. Ngoài ra, đối với những bạn muốn tìm hiểu thêm về thông tin trường SSTC, đơn vị tổ chức cuộc thi học bổng O-Level này, có thể tham gia tuần tham vấn của trường. Thời gian thứ 2 đến thứ 7, từ ngày 27 tháng 6 2016 đến ngày 2 tháng 7 2016, sáng từ 9 giờ tới 11 giờ và chiều từ 15 giờ 30 cho tới 17 giờ. Địa điểm văn phòng công ty Tân Đại Dương số 148/1, Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Trường SSTC thành lập vào năm 1978, vinh dự được công nhận là trường đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu tại Singapore. Hàng năm, trường đón nhận hơn 1.000 sinh viên đến từ các nước khác nhau. Đây là một minh chứng cho sự nỗ lực của trường SSTC trong quá trình giảng dạy cũng như đào tạo. Ngoài chương trình luyện vào các trường công lập Singapore, trường SSTC còn đào tạo các chương trình tiếng Anh học thuật, tiếng Anh giao tiếp, khóa luyện IELTS, cao đẳng nâng cao, đại học chuyên ngành thương mại và có các kỳ khai giảng linh động. Ngoài ra, trường còn có một ký túc xá riêng tên là Rose Lock. Ký túc xá cung cấp các tiện ích như là điều hòa trong phòng ngủ, dịch vụ giặt ủi, thiết bị đầu nối máy tính, truy cập internet không dây, thư viện và phòng nghiên cứu có điều hòa, phòng giải trí và tivi với trò chơi. Lợi ích đặc biệt khi tất cả các bạn lưu trú tại ký túc xá của trường là giáo viên có trình độ cao về tâm lý sống tại ký túc xá, an ninh 24/24, camera CCTV và nhân viên làm nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ các phong trào và sự góp mặt của sinh viên, các hoạt động của sinh viên. Về mặt chi phí, khi các bạn lưu trú ngắn hạn thì mức phí sẽ là 350 đô la Singapore một tuần. Còn khi các bạn lưu trú trên 6 tháng thì mức phí của nó sẽ là 1.050 đô la một tháng. Nếu các bạn lưu trú dưới 6 tháng thì mức phí của nó sẽ là 1.200 đô la Singapore mỗi tháng. Vậy các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia chương trình học bổng O-Level, chương trình luyện thi vào trường công lập của Singapore chưa? Hãy liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam để được tư vấn hồ sơ miễn phí cũng như là đăng ký cuộc thi nhận học bổng O-Level, chương trình luyện vào trường công lập Singapore theo các địa chỉ như sau: 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 3848-4879, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 0838382080 và một chi nhánh ở ngoài thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.